Và đương nhiên không chỉ riêng là chúng ta nói tới Fed và Hoa Kỳ Ở trên trang chúng ta nói khá là nhiều về Fed và Hoa Kỳ Tại vì đó là nền kinh tế lớn nhất các bạn Và quyết định của Fed ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu Nhưng mà các bạn thấy là khắp nơi cũng như vậy luôn Chúng ta thấy được là ECB cũng đã tăng lãi suất Và cũng tương tự như là Fed các bạn ECB như là ngân hàng trung ương của châu Âu đó Thì cũng đã đợi quá lâu các bạn thấy được là còn chậm hơn cả Fed nữa đến tháng 7 của năm ngoái thì ECB mới bắt đầu là tăng lãi suất và lúc đó đó các bạn nên biết là lãi suất của dùng châu Âu đó là lãi suất âm là âm 0.5% các bạn và từ đó tăng lên cho đến bây giờ và ngay thời điểm này đó thì phần trăm lãi suất ở châu Âu thì cũng chưa phải cao như là ở Hoa Kỳ các bạn nhưng mà cũng rất cao đối với nền kinh tế ở đó rồi. Theo thông biết là bây giờ đó là khoảng 3.25% đúng rồi các bạn. Khoảng 3 À, tính tới ngày 10 tháng 5 và lý do là tại vì cũng tương tự như à, Hoa Kỳ các bạn ở Châu Âu đó, nói chung Châu Âu có rất nhiều quốc gia mỗi quốc gia mỗi khác nhưng mà nói chung đó thì lạm phát ở Châu Âu vẫn rất là cao cũng giống như Hoa Kỳ lạm phát cái số tổng đó có nghĩa là headline inflation À, thì luôn có dấu hiệu giảm nhưng mà phần lớn đó chính là tại vì chúng ta thấy những mặt hàng lớn như là liên quan tới năng lượng liên quan dầu giảm cho nên quan trọng là phát giảm nhưng mà những mặt hàng nhỏ kia đó thì hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu giảm dài hạn gì hết vẫn đang ở mức rất là cao cho nên họ vẫn phải tiếp tục tăng lãi suất và điều này đó cũng làm cho châu âu cũng khá là ớn đấy các bạn khi mà chúng ta nhìn thấy được sự kiện à, đến từ à, hoa kỳ liên quan tới ngân hàng ảnh hưởng như thế nào và ngân hàng ở châu âu thì các bạn thấy được là sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với những cái sự kiện tương tự chúng ta cũng đã nghe những thông tin đó, là có một số lượng tiền không hề nhỏ đã rời khỏi ngân hàng châu Âu rồi. Chi tiết hơn đó là người dân ở châu Âu họ cũng lần lượt rút tiền ra ngân hàng để đi tìm kiếm một nơi khác có thể trả cho họ cái uh, phần trăm lợi nhuận cao hơn. Tại vì ngân hàng đó thì khi vay họ tính lợi suất rất là cao nhưng mà khi mà gửi tiền vào để lấy lại đó thì họ lại không có muốn uh, trả nhiều tiền như vậy. Có thể là tại vì họ cần phải có một cái phần lợi rất lớn. Tại vì những ngân hàng ở châu Âu đó có rất nhiều ngân hàng đang lỗ các bạn. Chúng ta cũng nói tới ngân hàng gần đây mà đã được thu mua lại. Thì những ngân hàng châu Âu có phải uh, không có vấn đề gì giống như ngân hàng ở Hoa Kỳ hay không thì chúng ta vẫn chưa có biết khi mà cái trend này tiếp tục đó càng ngày càng nhiều người rút tiền ra những ngân hàng châu Âu và đi tìm kiếm những cái nơi khác trả cho họ cái phần trăm lãi suất cao hơn thì những ngân hàng này có vấn đề tương tự như là ở Hoa Kỳ hay không đúng đó cho mới biết được các bạn. Nhưng mà nào mà ở châu Âu thì comment bên dưới coi coi là tình hình như thế nào ở châu Âu và các bạn đang sống ở quốc gia nào. Nhưng mà cũng như câu nói khi mà thủy triều rút chúng ta mới biết là ai đi bơi mà không bận quần bây giờ thì khó nói nói các bạn Thì cũng thường hay nhìn thấy có một số bạn comment nói là không đâu cái này là chỉ ở hoa kỳ mà thôi ở nơi đây hay là nơi kia ngân hàng không vấn đề gì chúng ta phải chờ mới biết được tôi nghĩ là khi mà hoa kỳ nâng tăng và bắt đầu là nghĩ đến chuyện giảm lãi suất ngân hàng trung ương của cả thế giới cũng sẽ có cái xu hướng đó cũng giống như là khi hoa kỳ tăng lãi suất thì hàng trung mương cũng có xu hướng đó các bạn Rồi chúng ta hãy nói tới một số những cái công ty liên quan đến crypto hay là nổi bật Là công bố quý 1 của ngày hôm nay Thì chúng ta có công ty Coinbase các bạn Và quý 1 của họ đó coi như cũng đã có một cái thu nhập cao hơn là kỳ vọng cái thu nhập của họ là 773 triệu đô la Đã cao hơn kỳ vọng là 655 triệu đô la Nhưng mà cổ phiếu của Coinbase Ngày hôm nay các bạn thấy được Sau khi có thông tin này đã tăng 9.1% Thì cái sự tăng trưởng này đó Là đến từ thứ nhất là Coinbase Cũng đã giảm đi chi tiêu của họ rất nhiều Các bạn thấy được Coinbase cũng như là tất cả những công ty công nghệ Họ đã cắt giảm nhân viên Họ đã cắt giảm chi tiêu công ty Để có lợi nhuận cao hơn Và thứ nhì nữa đó là những chiến lược gần đây của Coinbase Giống như là họ đã có một hoạt động ở ở Bermuda. Các bạn được là có một bạn của mình nói là Coinbase thông minh quá lấy bằng ở Bermuda. Đây là cái tam giác quỷ mà đâu có dám tới đó để mà kiểm toán Coinbase đâu Nhưng mà sự thật đó, là những cụ đông rất là hoan nghênh việc Coinbase đi tìm kiếm những lợi nhuận mới à, tại vì ở Hoa Kỳ đó hầu như là Coinbase cũng đã lớn quá rồi đi ra khỏi nước Hoa Kỳ thì có thể đi tìm kiếm thêm những cái người mới tham gia vào sàn Coinbase và đặc biệt hơn là phải có thu nhập đến từ futures các bạn à, hầu như bây giờ ra sàn Coinbase Gemini đều nhắm tới futures các bạn thấy được là những cái sàn này nhìn thấy CZ, nhìn thấy Binance thì đương nhiên không thể nào mà ngồi yên để thấy được là một cái thị trường future lớn như vậy mà những cái công ty Hoa Kỳ lại không có phần Đó là về Coinbase, chúng ta cũng có cái thông báo quý 1 tốt đến từ công ty Block các bạn à, Đây là công ty trước đây biết cái tên là công ty Square đó thì đây là công ty à, mà đứng đầu là Jack Dorsey trước đây là CEO của à, Twitter như bạn đã biết thì công ty Block cũng có một quý một đó nói là họ đã có một cái thu nhập cao hơn là kỳ vọng và đặc biệt hơn đó là ở trên ứng dụng Cash App các bạn có thể dùng để mà gửi tiền à, có thể dùng để mà thanh toán nhưng mà cái số lượng nhu cầu thu mua BTC sử dụng Cash App đã tăng lên chi tiết hơn đó là họ lại nói là người dân đã dùng Cash App những cái khách hàng của họ đó đã dùng cash app đi mà thu mua BTC lên tới 2.2 tỷ đô la trong quý 1 của năm nay. À, đây là con số nó tăng 25% so với à, năm ngoái rồi các bạn, con số không hề nhỏ. Và nếu tính cái quý 4 mới đây đó thì họ chỉ bán được có 1.8 tỷ đô la BTC mà thôi. Có nghĩa là nhu cầu sở hữu BTC đến từ những người đầu tư thông thường các bạn thì bị cash app là một trong những ứng dụng mà phần lớn người đầu tư như thường các bạn sử dụng mà thôi đang tăng lên và cổ phiếu của Block cũng đã có một sự tăng trưởng nhẹ các bạn sau khi công bố thì tăng 235% và cuối cùng tôi muốn chia sẻ về cái thu nhập đến từ công ty Apple thì công ty Apple đó cũng đã có thu nhập rất là tốt các bạn nhưng mà chủ yếu thu nhập tốt của họ đó là đến từ bán iPhone bài được là tổng thu nhập của họ là 94.84 tỷ so với ước tính là 92.96 tỷ và tính từng cổ phần thì lợi nhuận của họ là 152 đô so với ước tính là 143 nhưng mà nếu các bạn nhìn những cái mặt hàng của họ đó thì các bạn thì được là phần lớn đến từ cái thành công mỹ mãn của bán iPhone 14 À, đã thu vào rất là nhiều các bạn Nhưng mà ngược lại đó Mac và à, iPad đó thì không có thu được à, Nhiều như là ước tính Đối với Apple đó Thì đây là suy nghĩ cá nhân của, của Thuận Mà thôi Thuận cảm thấy được là Với cái sự phát triển của MacBook và M2 chip và cái mức giá của giống như là chúng ta nói tới uh, MacBook Air đó so với lại iPad thì nó gần như là bằng nhau luôn các bạn thậm chí khi mà thuận uh, đưa quyết định là nên mua uh, một cái iPad hay là một cái uh, máy MacBook uh, để giải trí chứ không phải là MacBook dùng để mà làm video cái thường đang xài là cái uh, MacBook Pro thì hầu như thường phải lựa chọn một trong hai, tại vì à, cả hai đều có được và có mất các bạn, à, cho nên thường cảm thấy được là hai cái mặt hàng này bây giờ hầu như nó gần như à, là muốn cạnh tranh với nhau rồi đối với thường là như vậy. À, nhưng mà nói chung đó, thì thu nhập của họ phần lớn là đến từ iPhone Và họ có thêm một chút thu nhập đến từ những cái mặt hàng khác Và cổ phiếu Apple cũng đã tăng 2.49% Rồi, có một số bạn à, nói thuận cập nhật liên quan đến à Cardano Thì à, Cardano gần đây thì vẫn phát triển các bạn à, Thường chỉ ít cập nhật hơn Tại vì à, thông tin Cardano thì nó không có nhanh à, Như là những cái à, Layer 1 khác Các bạn thường là những Layer 1 như là Ethereum thì có nhiều thông tin hơn Nhưng mà Cardano đó thì... À, chúng ta đang chứng kiến một cái sự kiện gần đây đó chính là chúng ta có nhiều giao dịch Cardano hơn và chúng ta có nhiều động tĩnh từ cá voi hơn các bạn. Tài liệu on chain cho thấy được đó là nếu như chúng ta nhìn từ lúc ngày 10 tháng 4 tới bây giờ đó chúng ta đã có rất là nhiều những cái số lượng Cardano di chuyển on chain hơn 2 tỷ đô la. À, các bạn thấy được là mỗi ngày thì đây là một dấu hiệu cho thấy được là có rất là nhiều à, cái Số lượng Cardano di chuyển on-chain từ thời điểm là ngày 10 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 nên nghĩa là ngày hôm qua Chúng ta đã thấy được là cái volume di chuyển Tính theo đô la đã tăng 42% rồi Thì có khả năng là cái tổng volume di chuyển on-chain thì cao như vậy nhưng mà có thể là tại vì nhiều ví nhỏ di chuyển Làm cho tôi biết được là có nhiều ca voi hoạt động Thì bên dưới này đó có thêm một cái biểu đồ nữa cho chúng ta thấy được là những cái địa chỉ ví mà giao dịch tính theo đô la hơn 100.000 đô Cardano thì coi như là địa chỉ ví của ca voi cũng đã có một cái sự tăng trưởng trong động tĩnh di chuyển là tăng tổng cộng trong vòng 7 ngày qua đó là 33% trăm và chúng ta có thể nhìn bên dưới này đó từ ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 3 tháng 5 đó thì cái số lượng di chuyển on chain đã tăng từ 8.07 tỷ đến 10.81 tỷ rồi. Đây là dấu hiệu gì các bạn như cho thấy được là có nhiều người có tiền di chuyển Cardano trên mạng và đây là một trong những dẫn chứng cho thấy được là có khả năng là có cá voi đang tích lũy có thể đây là những cái giao dịch OTC. Đó là điều mà cái tài liệu này muốn nói đây và Hydra các bạn, Hydra là cái layer 2 của Cardano thì tương tự như những cái nên tảng khác, Cardano cũng có Layer 2 và Layer 2 của có tên là Hydra thì cũng đã phát hành để cho mọi người có thể bắt đầu là gây dựng trên đó nhưng mà đây chỉ là cái phiên bản khởi đầu thôi các bạn, không phải là cái phiên bản hoàn chỉnh rồi. À, giống như các bạn đang nhìn thấy được là cái phiên bản hiện bây giờ chỉ là phiên bản 0.1 mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy được là Cardano vẫn là một chuyên dự án mà vẫn đang phát triển Mặc dù giá thì không như mọi bạn mong đợi Nhưng mà chúng ta cũng đã nhớ đó là năm 2008 giá Cardano đã cực kỳ thấp một thời gian dài Rất nhiều người đã bỏ cuộc với Cardano Thôi đi không có bỏ cuộc các bạn Nhưng mà các bạn thấy được là không bỏ cuộc cuối cùng Thì trong đợt tăng trưởng vừa rồi đó Cardano cũng đã không làm chúng ta thất vọng Các bạn đã nhớ là chúng ta nhìn vào năm 2008 đó Cardano đã mức là 2-3 cent giống như là hầu như một thời gian cực kỳ dài luôn các bạn giống như là nhiều bạn à, chọc quê Cardano nói Cardano bây giờ giống như là một stable coin cứ 39 40 cent 39 40 cent thì cách đây vài năm đó năm 2018 tới 19 Cardano là 3 tới 4 cent hầu như là cả hai năm luôn rồi từ mức đó mà các bạn thấy được là tới đỉnh điểm của năm 2021 Cardano đã lên tới cái mức là gần 3 đô la các bạn chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng Kinh khủng cơ nào. Thuần thì vẫn đang lưu trữ Cardano. Tuy Cardano không phải là cái nền tảng mà thuận lưu trữ nhiều nhất nhưng mà thuận vẫn có lòng tin và những theo đổi dự án này. Cái nền tảng thường tin tưởng lớn nhất bây giờ vẫn là Ethereum các bạn. Đương nhiên thuận có nhiều BDC hơn nhưng mà BDC không phải là một cái nền tảng smart contract. Rồi chúng ta cũng có thêm một cái tài liệu on-chain nữa các tài liệu này nó khó hiểu hơn một chút à, và thường cũng thật sự chưa có cái suy nghĩ riêng của mình liên quan tới có ý nghĩa như thế nào để thường chia sẻ với các bạn làm sao để đọc cái thông tin này rồi các bạn có thể cho thường biết suy nghĩ của các bạn ra sao các bạn có thể nhìn thấy được đó là ở bên tay phải chúng ta có một cái thanh từ màu đỏ đến màu xanh hiểu đơn giản càng đỏ thì có nghĩa là chúng ta có càng à, nhiều những nhà đầu tư riêng nhỏ lẻ như là thuộc về các bạn càng xanh như là chúng ta có sự hiện diện của cá voi và chúng ta có thể nhìn thấy được là ở bên tay trái này đó chúng ta có thể nhìn thấy là cái số lượng BDC được tích lũy và bởi nhóm nào nhóm người đầu tư riêng lẻ có ít BTC hay là nhóm cá voi đương nhiên có người bán và người mua cho nên các bạn được là đây là một cái biểu đồ cho chúng ta thấy được là BTC được thu mua bởi ai và được phân phối bởi ai thì chúng ta có thể nhìn thấy cái phần đầu tiên này đây là cái thời điểm tháng 11 cho đến gần hết tháng 12 của năm 2022 có nghĩa là cách đây khoảng chừng 5 tháng đó thì bên dưới này là giá của BTC như là các bạn đã thấy thì thời điểm này giá BTC đang xuống rất là thấp các bạn khoảng chừng là 15 16 ngàn đô tại vì lúc đó chúng ta có rất nhiều cái sự lo lắng ở trên thị trường và chúng ta thấy được đây là một thời điểm mà chúng ta có sự xuất hiện của rất là nhiều màu xanh các bạn nhất là cái vùng bên trên này à, chúng ta nhìn thấy được là màu xanh xuất hiện rất nhiều có nghĩa là chúng ta thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ lo lắng nhưng mà cá voi xuất hiện và họ là những người mà thu mua hết BTC và chúng ta có thể nhìn thấy được à, sau khi chúng ta qua năm 2023 đó thì ngược lại chúng ta thấy được là khoảng thời gian từ đầu năm cho đến khoảng chừng là giữa tháng 3 đó thì chúng ta lại thấy một hiện tượng gì? Đó chính là hiện tượng không có nhiều màu xanh bên trên này nữa mà chúng ta lại có sự xuất hiện của màu vàng, màu cam, màu đỏ. Có nghĩa là thời điểm này là thời điểm mà lại có nhiều người tích lũy BTC đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ, có nghĩa là đây là thời điểm mà những cá voi họ đã xả hàng các bạn họ đã phân phối trong thời điểm này, có thể là họ đã mua cái mức là 16.000 15.000 và tới cái mức này họ đã lời rất nhiều rồi cho nên họ phân phối BTC, họ xả hàng. À, sau đó chúng ta lại thấy được tới khoảng chừng là thời điểm từ tháng 3 đến tháng 4 đó thì chúng ta lại vẫn tiếp tục thấy những nhà tư riêng lẻ tích lũy nhưng mà ngược lại ngay thời điểm bây giờ thì chúng ta đang thấy được là cá voi lại xuất hiện các bạn chúng ta thấy được phần bên trên này toàn là màu xanh không có nghĩa là những người mà tích lũy nhiều nhất bây giờ đó chính là những người mà có nhiều BTC những cá voi họ một lần nữa lại xuất hiện và mỗi lần họ xuất hiện đó thì đó là cái thời điểm mà sau khi họ tích lũy xong lại có một sự tăng giá thì cái biểu đồ này muốn đưa ra cái ngữ ý là nếu như mà chúng ta dựa theo những lịch sử trước đây thì có khả năng là chúng ta sẽ thấy được là mỗi lần mà nhiều màu xanh xuất hiện tích lũy bên trên này Là khả năng chúng ta sắp sửa có một đợt tăng giá Đó là cái cách đọc của biểu đồ này Đương nhiên đây là bài được chia sẻ bởi ClassNo Họ chỉ chia sẻ thông tin thôi Đây là cái cách mà suy nghĩ của Thuần Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới Rồi chúng ta cũng sẽ dành thời gian để mà nói về SEC một lần nữa các bạn Thì SEC đã chuẩn bị đưa ra một cái dự luật dự luật này đó là không phải liên quan đến crypto các bạn dự luật này là liên quan đến những cái quỹ hedge fund như cái đầu tư mạo hiểm đó nhưng mà trong dự luật này đó trước đây có một cái phần liên quan tới định nghĩa của tài sản điện tử hay là digital asset nhưng mà điều thú vị đó là sau khi những cái sự kiện gần đây mọi người chỉ uh, trích, uh, SEC uh, sự kiện liên quan đến quốc hội vân vân thì cái phần định nghĩa tài sản tiền điện tử digital asset này đã không còn nữa, các bạn, họ đã xóa cái phần này rồi. có nghĩa là bây giờ SEC không có muốn định nghĩa, không có muốn bất cứ một văn bản nào có định nghĩa liên quan đến tài sản điện tử là gì hết, các bạn. Tại sao? Tại vì họ sợ tất cả những gì mà họ phát hành ghi xuống sẽ được dùng à, để chống lại họ trong tòa án. Tại vì chúng ta đã nhận được thông tin đó, thì sau khi mà Coinbase khiếu nại, nó là SEC đã không trả lời yêu cầu của Coinbase, Coinbase có quyền được yêu cầu SEC à, là một cơ quan có quyền ở Hoa Kỳ à, phải giải thích là luật chứng khoán áp dụng vào crypto như thế nào luật nào được áp dụng, áp dụng ra sao đó là quyền mà một công ty đóng thuế Hoa Kỳ à, được quyền hỏi nhưng mà SEC đó đã coi như lầm lơ không trả lời cái đề nghị đó của Coinbase và Coinbase đã kiện SEC các bạn đã nhớ cái thông tin thường chia sẻ thì bây giờ tòa án à, ở Hoa Kỳ đó đã yêu cầu là SEC phải trả lời Coinbase trong vòng 10 ngày thì nhiều bạn hoang hô nói là cuối cùng đó thì SCC cũng đã bắt là phải trả lời và nhiều bạn sẽ nghĩ là SCC sẽ không trả lời được hay gì đó nhưng mà thật ra cái khiếu nại của Coinbase là SCC không trả lời thì SCC là tôi nghĩ là phải trả lời mà thôi nhưng mà họ cũng sẽ trả lời qua lo hay trả lời chung chung hay cái gì đó chỉ như vậy thôi thì coi như là đã phục tùng lệnh của tòa án rồi chứ còn không nghĩ là SEC sẽ trả lời cặn kẽ đâu nhất là khi mà họ vẫn còn rất nhiều à, những cái vụ kiện như là liên quan tới Ripple, liên quan tới RayScale vẫn chưa được giải quyết. Nhưng mà ít chiều gì chúng ta cũng thấy được là tòa án à, cũng đang nghiêng về Coinbase, ép buộc SEC phải thực thi trách nhiệm của mình. Rồi chúng ta à, cũng có một cái thông tin, thông tin này là đến từ Florida các bạn và đây là cái thông tin đến từ thống đốc Florida Ron DeSantis thì Ron DeSantis là một cái tên tuổi mà chúng ta bắt đầu nghe nói tới rất là nhiều à, và thật ra không phải chỉ riêng ở crypto đâu các bạn gần đây nhiều người đã biết đến tên tuổi này hơn. Tuy ông là thống đốc, nghĩa là người đứng đầu của một uh, tiểu bang các bạn và Florida là một tiểu bang rất là lớn, à, nhưng mà gần đây tên tuổi của ông đã được nói đến nhiều hơn và lý do là tại vì thứ nhất là đang có một cái drama giữa Ron DeSantis với lại Disneyland. Thứ hai nữa là Ron DeSantis hiện bây giờ vẫn chưa chính thức công bố là ra ứng cử tổng thống năm 2024 nhưng mà tất cả những động thái bây giờ đều cho thấy là điều đó là chuyện sớm muộn mà thôi và khi mà tuyên bố đó thì Ron DeSantis sẽ là ứng cử viên hạng nặng của đảng Cộng hòa và hiện bây giờ dựa theo những cái à, cuộc khảo sát đó thì chỉ đứng sau lưng của tổng thống Donald Trump mà thôi có nghĩa là ông ta là một trong những người mà cũng được sự ủng hộ rất là nhiều và Ron DeSantis là một trong những người mà gần đây đã có tiếng tầm trong thiền crypto này tại vì ông ta là một người cũng ủng hộ các bạn và đặc biệt ông ta có quan điểm chống CBDC cũng như là thuận với nhiều bạn và thống đốc của Florida Ron DeSantis đã tuyên bố là sẽ cấm sử dụng bất kỳ loại tiền kỹ thuật số nào của ngân hàng trung ương CBDC ở Florida nếu chính phủ Hoa Kỳ phát hành đó là quyền của tiểu bang Florida chi tiết hơn đó thì Ron DeSantis nói là mối nguy hiểm của CBDC một là họ muốn biến nó thành loại tiền duy nhất họ muốn xóa sổ crypto quan điểm của tôi là nếu bạn muốn đầu tư vào crypto đó điều đó tùy thuộc vào bạn bạn có thể đầu tư bạn có thể đưa ra những quyết định đó nhưng họ không thích crypto vì họ không thể kiểm soát crypto vì vậy họ muốn đưa mọi thứ vào một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và tôi đảm bảo với bạn rằng nếu như họ có thể làm như vậy họ sẽ áp đặt esg như là tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị và điểm tín dụng xã hội lên đó và đó sẽ là một sự giảm sút rất lớn về tự do cho người dân ở đất nước này. Wow, tôi không thể đồng ý hơn. Và đây là tất cả những thông tin mình tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance hay một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn như thế thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.